Hôm nay chúng ta cùng vào bếp với cô Tư nha. Hôm nay cô Tư mua đây là nửa ký gà, cô Tư về xê chế sạch sẽ rồi, rồi cũng trụng sơ qua nước sôi rồi. Bây giờ là cô Tư ốp gà như này, gà kho xả ớt nè. Cô Tư làm xong rồi, giờ cô Tư ốp gà nha, tại vì cô Tư không muốn mất công thời gian của mấy bạn á, thành ra mình cứ làm sẵn vậy. Đây chút xíu bột ngọt nữa, các bạn, một muỗng nêm, bột nêm, muỗng đường, tí xíu muối. Chút xíu bột nghệ nha, ít thôi nha, nửa phân nửa muỗng. Chút xíu nước mắm, khoảng một muỗng canh nước mắm. Một chút hột màu cà ri nha. Chúng ta thôi nè, vừa hột cà ri, hột điều dầu á các bạn, với một chút xíu bột nghệ, có nghệ tươi đâm giải cho cũng được, không thì bột nghệ cũng được. Rồi các bạn trộn như vậy nó mới ngon nha. Hành với tỏi cho thêm vô, rồi xả cho một tí thôi, khoảng chút mình xào xả ớt thêm. Rồi giờ mình ốp, mình để cho thẳng xong rồi mình đi xào xả ớt nha. Ốp khoảng chừng 20 phút được rồi các bạn, hoặc là 10 phút, 15 phút cũng được, mà thịt gà mau thấm lắm. Rồi chúng ta trộn để đây. Giờ chúng ta ốp từ nãy cũng được 20 phút rồi các bạn. Bây giờ cũng bắt cái chảo thì cũng bỏ dầu vô rồi, dầu nóng thì bỏ xả nha. Gà kho sớm các bạn kho xả nhiều cũng ngon nha. Xả ít cũng ngon. Xả tỏi hành ớt, bỏ ớt nhiều nha, ớt nhiều mới ngon. Còn xả nó cho xa. Giờ chúng ta để cho nó vàng xong chúng ta bỏ thịt vô nha. Chờ hành tỏi chúng ta đã vàng rồi, chúng ta bỏ thịt vô nha. Chúng ta xào cho săn rồi xong rồi chúng ta chế chừng một tí xíu nước thôi, tại thịt gà nó ra nước mình chế nhiều cũng ngon, gà kho sớm phải kho cực cực đúng không. Rồi thịt chúng ta đã xong rồi. Chúng ta chế vậy được rồi, chế vậy một lát nữa thịt gà nó ra nữa là chín rồi. Mình chế thêm nước để cho nó chín nha. Lát chúng ta kho sệt là mới ngon. Giờ chúng ta chờ chín nha. Các bạn ơi, gà chúng ta giờ đã chín rồi, các bạn xào vậy đó, các bạn xào sệt sệt vậy nó mới ngon nha. Còn các bạn nào mà muốn có chấm rau đồ thì để nước nhiều nhiều, nhưng mà gà xào ớt chấm rau cũng không ngon gì mấy, nhưng mà tùy theo thích mỗi người nha. Bây giờ tôi muốn ra nha. Các bạn ơi, gà kho xào ớt của chúng ta đã xong rồi các bạn, nhưng mà mình cũng nhắc các bạn nha, nếu mà kho gà kho xào ớt thì bỏ bột cà ri vào hoặc là đâm nghệ á, bỏ vô cũng được, nhưng mà thường thường là mình cứ bỏ một chút xíu bột nghệ với một chút xíu màu hạt điều dầu đi, là cái màu sắc của mình nó sẽ không có bay nha. Còn mình bỏ bột nghệ không á, mình kho để chút xíu nó nguội, cái nó tái mép xấu lắm. Còn mình bỏ một chút hột điều dầu vô thì nó đỏ luôn cái chiều luôn, cái mai cũng được, cái màu nó sẽ không xuống màu. Mà nếu mình kinh doanh thì mình làm vậy các bạn, còn nhà các bạn ăn sao thì mình làm cũng được. Rồi món gà kho sớt của cô Tư đã xong rồi. Cô Tư mong các bạn làm món này thành công nha. Cô Tư chào các bạn.